Hay hay đi vô thăm Sáo soạn một ít bánh lương thực, mà chủ yếu là phải là bánh mì hết nha cả nhà. Đi mình đi thăm người già là chú ý về bánh trái thức ăn là phải mềm nha cả nhà. Chứ đừng có thấy ngon quá rồi mình không để ý cái độ mềm cứng của bánh đem cho người già là thành ra mình sẽ trở thành người bất cẩn á. Bánh này cho Sáu hai cái hả, ăn cho đỡ buồn. Cái này nhậm hỏi tan hả, không nở cứng. Cái bánh này là bánh gạo đó, chú ý nha cả nhà. Hồi sáng em mua được hai trái lựu á, đây giờ chia sẻ trái bự này trái kia ăn mất tiêu rồi, trái kia nó mùi ăn liền. Cái hộp sữa đó, đơn giản vậy thôi nhưng ấm áp tình yêu thương.